Xin chào các bạn đã đến với Linaco Channel. Linaco là công ty phân phối chính thức của các hãng công nghệ lớn như Hikvision, EasyVid, Zahua, Imo. Chúng tôi đã có 3 chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang. Và video các bạn đang xem được quay trực tiếp tại kho Hà Nội, địa chỉ nhà vườn 01, khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm. Và bên cạnh tôi hiện tại đang là hai chiếc camera ngoài trời. Khi mua và sử dụng một thiết bị camera ngoài trời, các bạn có để ý rằng có một chỉ số hiển thị trên vỏ được thể hiện rất rõ ràng là IP66 hoặc IP67 không? Nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với camera nói riêng và các sản phẩm công nghệ nói chung? Hãy cùng tôi khám phá trong video này. IP là tiếng viết tắt tiếng Anh của Ingress Protection hay Ingress Protection Rating, chỉ số dùng để chống các tác nhân xâm nhập bên ngoài. Tất cả các thiết bị đều có IP rating. Ngay cả chính thiết bị mà bạn đang sử dụng để xem video này, IP là một tiêu chuẩn quốc tế, mục đích dùng để đánh giá khả năng chống lại các tác nhân xâm nhập từ các môi trường như bụi, nước. Chỉ số này được áp dụng cho các thiết bị điện, điện tử nói chung và camera quan sát ngoài trời nói riêng. Có thể nói đây là tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng. Bạn cần sắp xếp hạng IP khi mua các thiết bị điện tử, camera và dùng chúng trong môi trường chịu nhiều tác nhân bụi, nước. Chỉ số IP sẽ có hai chữ số trước và sau như 66 và 67. Trong đó, chữ số trước biểu thị cho chỉ số bảo vệ sản phẩm khỏi chất rắn hay còn gọi là solid digit. Chữ số phía sau biểu thị cho chỉ số bảo vệ sản phẩm khỏi chất lỏng liquid. Để diễn giải cụ thể về ý nghĩa các chữ số hiển thị, bạn hãy theo dõi bảng sau. Theo như bảng hiển thị thì đối với chữ số đầu tiên, chỉ số bảo vệ sản phẩm khỏi chất rắn, nếu chữ số là 0, nó mang ý nghĩa sản phẩm không có sự bảo vệ đặc biệt nào đối với chất rắn. Chữ số 1 có nghĩa là ngăn lại các tác nhân rắn có kích thước lớn hơn 50mm. Ví dụ như bàn tay và ngăn chúng không xâm nhập được vào thiết bị. Chữ số 2 có nghĩa là ngăn các đối tượng rắn có kích thước lớn hơn 12mm, ngăn chúng không xâm nhập được vào thiết bị. Chữ số 3 có nghĩa là ngăn các đối tượng rắn có kích thước lớn hơn 2,5mm xâm nhập được vào thiết bị. 4. Ngăn lại các đối tượng rắn có kích thước lớn hơn 1mm, ngăn chúng không xâm nhập được vào thiết bị. 5. Có nghĩa là mặc dù được bảo vệ nhưng không hoàn toàn bởi các tác nhân bụi. Chữ số 6 có nghĩa là thiết bị được đảm bảo chống bụi hoàn toàn. Đối với chữ số phía sau, chỉ số bảo vệ sản phẩm khỏi chất lỏng, chữ số 0 thể hiện sản phẩm không có sự bảo vệ đặc biệt nào đối với chất lỏng. Chữ số 1 thể hiện sản phẩm chống lại được nước khi chúng chảy vào thiết bị, dạng giọt với phương thẳng đứng. Chữ số 2, sản phẩm chống lại được nước bắn vào thiết bị hình dạng giọt với tất cả các góc nghiêng dưới 15 độ. Chữ số 3, sản phẩm chống lại được nước phun vào thiết bị với góc nghiêng dưới 60 độ. 4. Sản phẩm chống lại nước tóe từ mọi phía đến thiết bị. 5. Chống lại nước đổ phun từ mọi hướng tới thiết bị. 6. Thiết bị vẫn được bảo vệ khi bị nhúng vào nước hoàn toàn. 7. Là tính năng bảo vệ thiết bị khi ngâm dưới nước 1m. 8. Thể hiện khả năng bảo vệ thiết bị khi ngâm dưới nước trên 1m. Vậy hai chỉ số phổ biến IP66 và IP67 có thể được giải mã khi áp dụng vào bảng bạn đang xem. Với IP66, camera được đảm bảo chống bụi hoàn toàn và còn có khả năng chống nước khi được nhúng hoàn toàn vào trong nước không có áp lực. Với IP67, camera không những được chống bụi hoàn toàn mà còn có khả năng được bảo vệ trong điều kiện ngâm nước với áp suất ở độ sâu 1m. Khi tìm hiểu đến đây, bạn có thể thấy an tâm về khả năng chống nước chống bụi của camera như đã nói ở trên, và thậm chí bạn đã có thể chọn lựa được sản phẩm với chỉ số IP cần thiết rồi. Tuy nhiên, nếu bạn còn đang băn khoăn về tính xác thực của các chỉ số này, bằng cách nào các hãng có thể xác định được khả năng và đánh giá chỉ số IP, thì hãy tiếp tục cùng tôi khám phá sâu hơn các hãng đã test chỉ số IP như thế nào. Tất nhiên, với các chỉ số quốc tế, nên việc thử nghiệm và đánh giá chỉ số IP cũng có quy trình nghiêm ngặt. Với hàng trăm lần testing trong điều kiện thí nghiệm tiêu chuẩn, các sản phẩm được test bị vùi dập hết lần này đến lần khác trong điều kiện phun sương, thậm chí phun cả vòi rồng. Chưa kể còn bị nhúng trong nước sâu mà vẫn phải đảm bảo khả năng hoạt động công suất không thay đổi. Qua quá trình test như vậy, các sản phẩm đảm bảo được chất lượng sẽ là tiêu chuẩn để nhân bản các sản phẩm tiếp theo. Vậy nên, bạn chỉ cần quan tâm đến việc chọn chỉ số phù hợp và yên tâm rằng các chỉ số IP hoàn toàn đáng tin cậy nhé. Vậy là chúng ta đã gần đi hết chặng đường rồi. Cuối cùng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm camera an ninh điển hình cho chỉ số IP66 và IP67 để các bạn có thể lựa chọn. Với IP66 thì camera ngoài trời của hãng Hikvision và Zahua hầu như hoàn toàn đảm bảo từ chỉ số IP66 trở lên, với mẫu mã đa dạng để bạn có thể thoải mái lựa chọn loại camera phù hợp. Với IP67, bạn có thể lựa chọn camera G26IP của Imo, 2CE12H0T PIRL của Hikvision, C3W Full Color của EasyVid hoặc 1230SB của Zahua.
Đây là những camera đang được bán chạy nhất trong thời điểm hiện tại. Trên đây là video giới thiệu về tính năng IP của camera nói riêng và của các dòng sản phẩm điện máy nói chung. Nếu các bạn có câu hỏi gì, hãy liên hệ đến chúng tôi để biết thêm chi tiết nhé. Đồng thời hãy like và subscribe channel của Linaco để nhận được các thông báo mới nhất khi có video review. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.